Trong Phật Pháp, Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là những gì chúng ta muốn đạt được. Trí huệ, đức năng vốn sẵn có trong tự tánh là những gì chúng ta muốn đạt được. Cùng với trí huệ và công đức của quả địa chư Phật, chẳng hai, chẳng khác. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này. Dù là chính mình, chúng ta lấy phàm phu để nói, tánh đức của chúng ta chẳng khai mở. Trong thế gian này, chẳng phải chỉ một đời này thôi, mà đời đời kiếp kiếp, phước báo của chúng ta có thể nói đều là tu được, chẳng xứng tánh. Khi kiến tánh thì trong sự tánh của bạn có trí huệ, phước báo mới có thể hiện tiền. Phước báo đó mới là chân thực, giống như nước suối tuôn trào, lấy hoài chẳng hết, dùng hoài chẳng cạn. Đó là phước báo xứng tánh. Trước lúc kiến tánh thì phước báo này là do tu mà được, tu được thì sẽ dùng hết. Ở đây chúng ta nêu một thí dụ cho mọi người dễ hiểu. Tánh đức ví như tài sản của bạn có gia nghiệp, trong nhà có mỏ vàng, trong mỏ vàng trữ vô cùng phong phú, đời đời kiếp kiếp đều dùng chẳng hết. Nhưng hiện nay cái mỏ vàng này bị đá bích kín, chẳng thể sử dụng, một đồng cũng chẳng có. Muốn có cơm ăn phải đi làm công, bạn kiếm chút ít tiền để sống qua ngày. Trong nhà tuy có tài sản ức vàng, nhưng bạn chẳng sử dụng được. Bát nhã trí huệ, công đức của cải trong tự tánh của chúng ta cũng giống như mỏ vàng này vậy, chưa được khai thác. Cho nên hiện nay phải cực khổ đi làm chuyện giặt để kiếm chút tiền. Phước báo này hưởng chẳng hết. Giả nữa, phải đi làm một cách đúng lý, đúng pháp. Nếu đầu cơ cầu may, làm chuyện phi pháp, thì bạn sẽ phạm tội. Khi phạm tội, thì những gì bạn đáng có nhưng không có được, lại còn bị pháp luật trừng phạt. Đạo lý này cũng giống vậy. Thế nên chúng ta ở thế gian này phải hiểu rõ, những gì chúng ta chẳng đáng được thì nhất định không thể lấy. Chữ đạo tặc trong nhà Phật, ý của chữ đạo là không cho mà lấy, bất luận là dùng thủ đoạn gì. Bạn kiếm được những tài vật chẳng hợp pháp là quà chứ chẳng phải là phước, nhất định phải hiểu điểm này. Cho dù những của cải trong số mạng có sẵn, chúng ta cũng phải giác ngộ. Sự thọ dụng trong sinh hoạt đời này nói thật ra rất ít. Chúng ta đừng nghĩ đến cả đời. Nghĩ đến cả đời thì dễ phạm nhiều lỗi lầm. Người chân chánh giác ngộ sẽ nghĩ như thế nào? Một ngày, sự thọ dụng của tôi ngày hôm nay tuyệt đối không nghĩ về ngày mai. Nghĩ về ngày mai thì bạn sẽ có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì bạn sẽ sai lầm. Chỉ tưởng ngày hôm nay, chẳng có ngày mai. Những gì cần dùng hôm nay còn dư lại đều bố thí cho người khác, có phước cùng hưởng với hết thảy chúng sanh. Nếu bạn hỏi ngày mai phải tính sao, ngày mai sẽ có nhiều hơn. Tại sao lại càng nhiều hơn? Người này đang trồng phước.
Khi trồng phước thì phước báo sẽ vĩnh viễn tăng trưởng thêm, nó sẽ chẳng tiêu mất. Chúng ta thấy người thế gian, ở khắp nơi trên thế giới có thể thấy những người có tiền cắm cúi tích trữ, liều mạng để gia tăng của cải của mình. Đối với sự nghiệp phước lợi của xã hội, nhìn thấy người nghèo khổ một cách cũng không chịu cho. Nhưng trải qua vài năm thì họ xảy ra sai sót. Nhà tan cửa nát, tài sản của họ đều tiêu hao mất hết. Hiện tượng này cổ kim trung ngoại đều có. Chỉ cần lưu ý một chút thì thế gian hiện nay ngày càng rõ ràng. Tại sao không đem số còn dư đi tu phước? Đây chính là mê hoặc điên đảo. Chúng ta nói đến cát tường, nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Tánh đức thì chúng ta tạm thời không bàn. Trên tu đức biết mình tu như thế nào, làm sao tu mới được phước lợi to lớn. Kinh này dạy cho chúng ta biết. Phía dưới thứ bảy là đại phước đức quang minh dân, thêm vào ba chữ quang minh dân đều là xứng tánh. Phước đức là trợ đạo, trong Bồ Tát hạnh từ bố thí đến thiền định đều thuộc về trợ đạo. Do trợ duyên của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mới có thành tựu trí huệ vô lậu. Thí dụ không có năm thứ đầu, cho dù có trí huệ, trí huệ này là hữu lậu. Trí huệ hữu lậu trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông, chẳng phải trí huệ bát nhã. Tại sao Đức Phật đặc biệt chú trọng tu phước? Lúc chúng ta thọ tam quy, quy y Phật, nhị túc tôn, chữ nhị ở đây là phước và huệ. Túc là viên mãn. Sau khi thành Phật, cả hai phước đức và trí huệ đều viên mãn. Trong phước đức chẳng ai sánh bằng, cho nên xưng là tôn quý nhất. Do đó có thể biết Đức Phật tuyệt chẳng phản đối người ta tu phước, mà còn khuyến khích người ta tu phước. Tại sao vậy? Tu đạo là một công việc tương đối chẳng dễ dàng, nhân duyên chướng đạo rất nhiều. Lúc bạn tu học, chướng ngại cho việc chứng đạo rất nhiều. Phước đức có thể bảo hộ chánh pháp, có thể chân chánh hộ trì bạn. Chúng ta nói thiên long quỷ thần hộ pháp đến để hộ cho pháp của bạn, họ dựa vào cái gì để hộ pháp của bạn? Là vì thấy bạn có phước có đức. Nếu bạn chẳng có phước đức, không tu phước đức, mỗi ngày khấu đầu chắp tay, người ta chẳng đếm xỉa đến bạn,
thì dựa vào gì để hộ pháp cho bạn? Nếu bạn chịu tu bố thí, người ta khâm phục bạn, tán thán bạn. Bạn chịu trì giới, người ta tôn kính bạn. Cho nên chúng ta yêu cầu chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, chẳng phải mỗi ngày khấu đầu, mỗi ngày cầu họ, cấu kết với họ, đến hót họ, không thể được. Chỉ cần mình hết lòng y theo lời Phật dạy mà làm, chẳng cần phải cầu ngài, chẳng cần để ý, tự nhiên sẽ được hộ trì. Tại sao vậy? Ngài tôn kính bạn, bạn nổi bật trong đại chúng, người ta tạo nghiệp, bạn tu phước. Đạo lý là như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ. Trên hình thức thì chúng ta làm theo nghi thức, thật ra đây là làm cho đại chúng xem. Dùng phương thức này khơi gợi đại chúng, làm cho những chúng sanh mê hoặc điên đảo này giác ngộ, hồi đầu. Thế nên những nghi thức này nên làm trang nghiêm, long trọng. Đạo lý là như vậy. Tuy xã hội đại chúng chẳng nhìn thấy, nhưng chúng ta làm nghi thức này trang nghiêm long trọng thì quỷ thần nhìn thấy. Do đó có thể biết tất cả hình thức đều là để phổ độ hết thảy chúng sanh. Đó chỉ là bên ngoài. Có bề ngoài thì phải có nội dung bên trong. Bên trong là chân tu, nội tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác. Biểu hiện ở bên ngoài là lục độ vạn hạnh, thành tựu phước báo chân thật rộng lớn. Phước báo có thể trừ chướng ngại, có thể giúp chúng ta khai trí huệ. Ngạn ngữ thế gian thường nói phước chí tâm linh, phước báo của người này đến vì họ vô cùng thông minh. Lúc bình thường coi họ ngu khờ, nhưng khi phước báo hiện tiền thì họ sẽ đột nhiên thông minh. Lời này có đạo lý. Tu định là nguyên nhân chủ yếu để khai huệ, tu phước là trợ duyên giúp đỡ bạn khai huệ. Thế định phải phước huệ song tu. Câu kế là đại công đức quang minh vân. Công đức khác với phước đức. Chúng ta thường gọi phước đức là phước báo. Phước báo có thể cùng hưởng với người khác, công đức thì không thể. Công đức là gì? Công là sự tu học của bạn có công phu. Khi tu học có công phu thì bạn nhất định có thu hoạch. Chữ đức này cùng nghĩa với chữ được. Bạn nhất định có được thu hoạch. Ví dụ trì giới có công, tu giới được rất tốt, có công. Thiền định là đức, nhờ giới được định. Giữ giới có tốt cách mấy nhưng không thể đắc định, công phu cứ thiếu một chút.
giữ giới được rất tốt, tại sao không được định? Cổ đức nói rất hay, tự mình tu hành rất tốt, nói theo cách nói hiện nay rất đáng kiêu ngạo, như vậy là hỏng rồi. Bạn nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu rất hay, rất đáng kiêu ngạo, giảng kinh trên giảng đài giảng rất hay, rất đáng tự hào, một cái vừa ngạo thì hỏng rồi, công đức liền mất hết. Ngạo là gì? Phiền não. Trì giới đến sau cùng phiền não hiện tiền. Trong đàn kinh, Lục Tổ Huệ Năng đại sư dạy rất hay, nếu là người chân chánh tu đạo, chẳng nhìn thấy lỗi người thế gian. Bạn trì giới phải trì đến lúc chẳng thấy lỗi người khác thì sẽ được định. Bạn trì giới sẽ biến thành công đức. Trì giới được định là công đức, trì giới chẳng được định là phước đức. Thế nên trì giới có hai loại, một là công đức, hai là phước đức. Nhờ trì giới mà được định. Tu định cũng vậy, tu định có thể khai trí huệ thì định này biến thành công đức. Như vậy thì có công. Tu định mà chẳng thể khai trí huệ thì định này là thiền định thế gian. Tu được tốt cách mấy, tứ thiền bát định. Chứ gì phải biết, tứ thiền bát định đều chưa khai trí huệ, không xuất nổi tam giới. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Người tu hành rất dễ khởi tăng thượng mạng, đó tức là như người hiện nay nói đáng được kiêu ngạo. Người ta chẳng biết tôi cao hơn người ta một bậc. Chỉ cần có tâm niệm này thì công đức của bạn hoàn toàn mất hết. Đại công đức có thể diệt tội, có thể diệt ác, có thể sanh thiện. Công đức có thể diệt ác, sanh thiện. Nếu tu học mà ác còn tăng trưởng, thiện chẳng thể sanh, vậy là hoàn toàn sai lầm. Điều này chúng ta không thể không biết. Cương lãnh, nguyên tắc tu hành của nhà Phật, thì xin chú trọng ở tu quán và tài giỏi. Tại sao vậy? Bạn chứng được nhà Thiên Thai nói tam chỉ tam quán. Chúng ta niệm Phật cũng chẳng tách lìa nguyên tắc tu quán. Quán là gì? Quan niệm. Tu quán tức là sửa đổi những quan niệm sai lầm lúc trước của chúng ta trở lại. Đó gọi là tu quán. Nói chung tu học có ba giai đoạn. Trong tông môn thường nói, thứ nhất là quán chiếu. Quán chiếu là gì? Thường thường nhắc nhở những quan niệm giác ngộ, thời thời khắc khắc nhắc nhở. Đó là quán chiếu. Quán chiếu
công phu quán chiếu đắc lực rồi. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta tức là công phu thành phiến. Có công phu này nhất định được sanh tịnh độ. Tại sao vậy? Niệm niệm có thể chẳng mê. Niệm niệm đều đề khởi quán chiếu. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta tức là một câu Phật hiệu. Khi tâm địa vừa động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, trong tâm khởi lên một tâm niệm. Tâm niệm chẳng ra ngoài thiện ác, thuận theo ý tứ của mình thì khởi tâm tham, chẳng hợp ý tứ mình thì khởi sân quể, sẽ động tâm niệm này. Khi chẳng nghịch chẳng thuận thì khởi niệm vô ký. Như vậy đều chẳng tốt. Thế nên khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, tánh cảnh giác rất cao. Ý niệm vừa khởi thì liền A-di-đà Phật, liền chuyển thành A-di-đà Phật lập tức. Trong tông môn gọi đó là công phu quán chiếu. Cổ Đức có nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Tâm niệm vừa khởi lên không sao hết, phải cảnh giác cho nhanh, lập tức đề khởi Phật hiệu, thay đổi tâm niệm này. Đây là công phu quán chiếu. Lúc công phu quán chiếu sâu thì tự nhiên vọng tưởng, tâm niệm sẽ chẳng khởi. Công phu thật có thể khống chế, sẽ chẳng khởi nữa. Đây tức là sự nhất tâm bất loạn. Trong tông môn gọi là chiếu trụ, là được định. Thiền định hiện tiền. Đến công phu thượng tầng là chiếu kiến. Chúng ta đọc tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến, kiến là trí huệ khai mở, từ định khai huệ. Trong Tịnh Tông chúng ta tức là lý nhất tâm bất loạn, tức là chiếu kiến. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không tức là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Nhìn thấy hết thảy pháp trong vũ trụ, chân tướng là vô sở hữu, bất khả đắc. Đức Phật nói hai câu này trong kinh Đại Bát Nhã lặp đi lặp lại mấy trăm lần. Thế nên bạn xem 600 quyển kinh Đại Bát Nhã xong, không nhớ lấy những thứ này, đều quên hết những ấn tượng của 6 chữ này rất sâu đậm. Chỉ cần bạn nhớ 6 chữ này thì bạn đã tìm được tinh túy của 600 quyển kinh Đại Bát Nhã. Thế Tôn thuyết pháp đích thực có sự khéo léo của Ngài, sẽ làm cho bạn ghi nhớ những điểm chính yếu. Tại sao vô sở hữu, bất khả đắc? Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng, quyển, bọt, bóng. Phẩm Thập Định trong Kinh Hoa Nghiêm nói càng thấu triệt hơn. Chân tướng sự thật là gì? Sát na tế. Đây mới là chân tướng sự thật. Sát na tế tức là chẳng sanh chẳng diệt. Nếu bạn thật sự thấu triệt, minh bạch, khế nhập cảnh giới này, vô sanh pháp nhẫn tức là hiểu rõ sát na tế. Hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, sanh diệt đồng thời. Kinh Lăng Nghiêm nói, ngay nơi đó hiện ra, cũng từ nơi đó diệt hết, tức là sát na tế.
Thế nên mới vô sở hữu, thế nên mới bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Nếu bạn tưởng là có sở hữu, tưởng là có sở đắc, thì đó là vọng tưởng. Chúng sanh trong thập pháp giới, đừng nói lục đạo, đều chẳng tách lìa vọng tưởng. Thế mới biết cửa ải vọng tưởng này rất khó phá. Phá được cửa ải vọng tưởng này thì bạn sẽ vượt thoát thập pháp giới và sẽ nhập vào nhất chân pháp giới. Thế nên công đức nhất định phải tu, phước đức cũng phải tu. Phước đức chú trọng trên sự tướng, công đức chú trọng trên tâm địa. Xem tiếp câu thứ 9. Đại quy y Quang Minh Vân, đại tán thán Quang Minh Vân. Quy y nói ở đây tức là quay về tự tánh, đó gọi là đại quy y. Quy y Tam Bảo, nói thật ra nhà Phật nói quy y Tam Bảo lý luận là y cứ trên câu này. Trong Tam Bảo, thứ nhất là Phật Bảo. Phật Bảo là tự tánh giác. Tự tánh biến trọn khắp pháp giới. Thế nên ở đây dùng Quang Minh Vân để hiển thị. Phàm phu mê mất tự tánh, chiêu cảm vô lượng vô biên tai nạn. Chúng ta dùng một thí dụ để nói. Viên mãn tánh tướng, tánh tuy chẳng có tướng, nhưng có thể hiện hết thảy tướng. Những tướng được hiện là tướng phần của tự tánh. Tánh tướng là một, nhất định chẳng phải hai. Chúng ta lấy tự tánh hiện tướng ví như một thân thể. Như vậy thì chứ gì dễ hiểu. Trong thân thể có một bộ phận giác ngộ, nhưng có một bộ phận mê hoặc. Bộ phận nào đang mê hoặc không nhất định. Một chỗ nào trên thân thể xanh ghẻ, có mủ loét ra, sưng lên giống như một bộ phận chúng sanh đang mê hoặc. Cánh tay này xanh ghẻ lở loét, còn cái tay kia mau mau giúp đỡ. Cánh tay kia là Phật Bồ Tát, còn tay này là chúng sanh, đều là một thể. Chúng sanh không biết tận hư không, trọn khắp pháp giới đều là chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là bệnh độc. Một chỗ trên thân mình xanh ghẻ lở loét, chính mình chịu khổ.
Thế nên chúng sanh thọ khổ thì Phật thọ khổ, chúng sanh được vui thì Phật được vui, đều là một thể cả. A-di-đà Phật là ai? Tự tánh Di-đà. Tỳ-lô-giá-na là ai? Tự tánh Tỳ-lô-giá-na. Chẳng phải ai khác, đều là chính mình. Ai biết được? Thế nên nói thật cho bạn biết, bạn sợ quá chừng, đều không tin, còn quỷ bán Phật, còn tạo tội nghiệp nặng hơn. Thế nên có rất nhiều lời chân thật Đức Phật chẳng nói. Nói ra bạn sẽ sợ, bạn sẽ chẳng tin, không thể tiếp nhận. Nếu chúng ta quả nhiên tỉnh ngộ, hư không pháp giới đều là chính mình, lòng đại từ đại bi của bạn đối với bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì, bất cứ vật gì đều thương mến. Lòng thương ấy, lòng quan tâm chăm sóc ấy, lòng giúp đỡ ấy tự nhiên sẽ sanh lên. Còn phân chia ta người nữa sao? Bạn cung kính tôi, tán thán tôi thương mến bạn, giúp đỡ bạn. Bạn quỷ bán tôi, chà đạp tôi, sỉ nhục tôi vẫn thương mến bạn, vẫn giúp đỡ bạn. Tại sao vậy? Bạn mê tôi chẳng mê. Người chẳng mê thì biết là một thể, người mê thì chia ra thành tôi, chia ra thành họ. Cũng giống như trên thân thể bị bệnh, bị ghẻ vậy. Những tế bào này mê hoặc đi đạo, chẳng thể điều hòa cùng với cả thân thể, chẳng hòa với mọi người. Hòa thì khỏe mạnh, không hòa thì sẽ sanh bệnh. Chư Phật Như Lai tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong ngũ trược ác thế, dạy dỗ chúng sanh ương ngạnh khó dạy. Ý nghĩa của câu này vô cùng sâu rộng. Nhóm chúng sanh ương ngạnh khó dạy này cũng giống như một bộ phận trên thân thể bị sưng mủ vậy, cùng với mọi người chẳng hòa. Ở đây phân chia ta và người, chính họ đang chịu khổ chịu nạn. Đọa địa ngục, biến thành ngạ quỷ, phải chịu những tội khổ này. Vốn là chẳng có, vốn là chẳng đáng có. Họ nhất định phải tạo tác, nhất định phải thọ chịu. Đâu có cách gì nữa, chẳng có biện pháp. Những gì Phật có thể giúp đỡ là dạy dỗ, giảng dạy, nói rõ chân tướng sự thật. Chúng ta tự mình phải giác ngộ, nhất định phải quay về. Quay lại là bến bờ, quy chính là quay về, y chính là nương tựa. Phải nương tựa tánh đức. Ở đây dùng Quang Minh Vân để tượng trưng, trong Kinh Hoa Nghiêm dùng Đại Phương Quảng để tượng trưng. Đại Phương Quảng trong Kinh Hoa Nghiêm chính là Quang Minh Vân nói trong kinh này. Chứ gì phải hiểu đoạn này, 10 câu này. Quang Minh Vân này hàm nhiếp toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm hàm nhiếp toàn bộ Phật Pháp, vô lượng vô biên pháp môn do 10 phương ba đời, hết thảy tất cả chư Phật giảng, đều bao hàm trong 10 thứ Quang Minh Vân này. Một pháp cũng chẳng sót. Chúng ta phải thể hội ý nghĩa này. Quy pháp, pháp là tự tánh chánh. Tự tánh chánh là gì? Tự tánh vốn là sẵn trí huệ bát nhã. Tự tánh giác là căn bản trí. Tự tánh chánh là hậu đắc trí. Chúng ta gọi là quyền trí.
khi xử sự đãi người tiếp vật. Chúng ta phải từ chỗ này cảm nhận, thế nhận, sau đó thực hiện trong đời sống, công việc, trong khi xử sự đãi người tiếp vật. Chúng ta sẽ khế nhập cảnh giới Phật. Nhập cảnh giới Phật thì tự nhiên sẽ siêu việt thập pháp giới. Lục đạo luân hồi thì khỏi nói, vì đã siêu việt thập pháp giới rồi. Chúng ta khởi tâm động niệm, những gì mình làm, mình tạo cùng pháp thân đại sĩ chẳng hai chẳng khác. Chúng ta tuy chưa chứng pháp thân, nhưng cùng pháp thân đại sĩ thực sự giống nhau. Đây chính là đại tâm phàm phu nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Đại tâm phàm phu niệm Phật vãng sanh, nói cho chư vị biết, nhất định sẽ sanh thật báo trang nghiêm độ. Bốn cõi, ba bậc chính phẩm, chúng ta đều có. Thiện Đạo Đại Sư dạy rất hay. Tổ Đức trước thời Thiện Đạo Đại Sư thường nói bốn phẩm thượng: thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm. Họ nói bốn phẩm thượng này đều là Bồ Tát giảng sanh, phàm phu không có phần. Thiện Đạo Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai. Ngài dạy chúng ta chính phẩm giảng sanh đều ở tại duyên, gặp duyên chẳng giống nhau. Lời này nói rất hay. Chúng ta là phàm phu, gặp duyên thù thắng thì chúng ta sẽ sanh phẩm thường thường. Bồ Tát nếu chẳng gặp duyên này thì họ giảng sanh có thể chỉ được phẩm trung hạ, là do gặp duyên chẳng đồng, chẳng phải do chuyện khác. Như vậy mới là pháp bình đẳng, phù hợp với giáo nghĩa của đề kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Thế nên chúng ta đọc kinh, nghiên giáo sẽ không uổng phí. Hiện nay thời gian của tôi hơi ít một chút, phải giảng bốn bộ kinh cùng lúc. Ở đây ba bộ, tại Hương Cảng giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, tôi nói tuy lạc thực trong đời sống hiện tại, nhưng tôi coi những chú sớ của cổ đại đức tôi coi rất hết lòng. Tôi sẽ không nhất định nói theo họ, nhưng những gì tôi giảng nhất định khế hợp với ý tứ của họ. Nếu giảng theo chú sớ của người xưa, người hiện nay nghe không hiểu, chẳng thể tiếp nhận, cũng làm chẳng nổi. Chúng ta phải chân chánh hiểu nghĩa kinh sách của người xưa, có thể cung cấp cho chúng ta tham khảo, coi họ nói như thế nào. Sau đó coi hiện nay là thế giới như thế nào, chúng sanh hiện nay có căn cơ gì, bệnh của họ ở tại đâu, họ cần những gì. Chúng ta có được sự khải thị của kinh điển, chú sớ của cổ đại đức, suy cũ ra mới. Chúng ta giúp đỡ chúng sanh khổ nạn hiện nay.
Ngày nay giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn do người tạo ra cũng vậy, tai nạn tự nhiên cũng vậy, đều phải làm một sự chuyển biến to lớn từ trong tâm. Đó là nhất định phải thương yêu người đời, mở rộng tâm thương yêu mình để thương yêu hết thảy chúng sanh. Được vậy thì hết thảy tai nạn đều tiêu trừ. Chỉ biết mình chẳng biết người khác, thậm chí làm những chuyện tổn người lợi mình. Đây là lời người thế gian nói, người mê hoặc điên đảo nói. Người chân chánh minh bạch nhìn thấy cái gì tổn hại người nhất định sẽ chẳng lợi mình. Chuyện tổn hại người sẽ tổn hại mình. Chứ gì phải biết như vậy. Cái gì mới thực sự là lợi mình? Lợi người mới thực sự là lợi mình. Lợi ích xã hội mới thực sự lợi ích gia tộc của bạn. Người thế gian mê hoặc điên đảo, chẳng biết đạo lý này, chẳng biết chân tướng sự thật. Tại sao vậy? Vì cả xã hội, cả thế giới là những tế bào trong thân thể của mình. Chỉ lo cho bộ phận này, không lo cho bộ phận kia, thì bộ phận kia sẽ sanh bệnh. Bạn phải lo cho hết thảy. Ăn uống, nơi chốn, cư trú, hấp thụ, dinh dưỡng, mỗi bộ phận trong thân thể đều phải đạt đến. Cung cấp thức ăn không đồng đều thì sẽ sanh bệnh. Có bộ phận hấp thụ dinh dưỡng rồi, còn bộ phận khác thiếu, thì tứ đại chẳng điều hòa. Dùng thí dụ này để nói cả thế giới cũng vậy. Chỉ lo cho quốc gia của mình, chẳng màng đến quốc gia khác. Kết quả khi quốc gia khác bị nạn, chúng ta cũng chịu liên lụy. Hiện nay, mọi người từ từ thấy được sự thật này, nhưng vẫn chưa biết quay về, chưa biết nguyên nhân căn bản ở chỗ nào. Thế nên Phật Pháp trước tiên mở rộng tâm lượng của chúng ta. Tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Như vậy mới thật sự quy y chánh. Tự tánh vốn sẵn có chánh tri chánh kiến, y cứ cho hết thảy xử sự đãi người tiếp vật trong đời sống. Thứ ba là quy y tăng. Tăng có nghĩa là tịnh. Nói theo cách hiện nay là xã đoàn, đoàn thể. Phật Pháp xưng bốn người là chúng. Dùng cách nói hiện nay tức là một đoàn thể nhỏ, bốn người trở lên cùng chung sinh hoạt làm việc thì đây là một đoàn thể nhỏ. Người trong đoàn thể này đều tu lục hòa kính thì được gọi là tăng đoàn. Gọi là tăng chúng. Ai cũng tu lục hòa kính, ai cũng có tâm địa thanh tịnh viên mãn. Đây là tăng đoàn đáng được người tôn kính trong hết thảy đoàn thể ở cõi trời, cõi người.
Tại sao vậy? Họ hòa hợp, hòa mục. Người Trung Quốc thời xưa cũng nói hòa di quý. Luận Ngữ nói lễ chi dụng hòa di quý. Hòa là tôn quý nhất. Chúng trung tôn, tôn nghĩa là đáng được người ta tôn kính, là một đoàn thể rất tôn quý. Đoàn thể này càng lớn, số người càng nhiều, ý kiến bất hòa thì chẳng là tăng đoàn, chẳng là đoàn thể được mọi người tôn kính. Ý kiến từ đâu tới? Ý kiến đều là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chứ gì nghĩ thử coi đúng không? Chẳng phải chân thật. Trong tự tánh vốn chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ý nghĩa của 10 câu này rất sâu, bắt đầu bằng đại viên mãn, kết thúc bằng đại tán thán. Đúng là viên mãn đến cùng cực. Tám câu ở giữa thì từ bi là chỗ chúng ta phát tâm nương tựa, trí huệ là chỗ y chiếu cho chúng ta tu hành, bát nhã phá hết thảy mê hoặc điên đảo, tam muội trừ hết thảy chướng ngại, các tường là đức đáng được, phước đức là đức trợ đạo, công đức là diệt ác sinh thiện, tam bảo là chỗ quy y chân thật. Đây là đại cương của tánh đức viên mãn, sau cùng tổng kết bằng tán thán. Ai tán thán? Những người đối với sự lý này chẳng hiểu, chẳng rõ ràng thì làm sao tán thán nổi? Có năng lực tán thán, có tư cách tán thán là chư Phật Như Lai. Các ngài hiểu rõ triệt để. Thế nên chư Phật Như Lai tán thán thành tựu của bạn, tán thán bạn đã thực sự quay về. Ở đây chúng ta nhất định phải biết, chúng sanh và Phật vốn chẳng hai. Thế nên chư Phật Như Lai lễ kính chúng sanh, chỉ có chúng sanh coi thường Phật Bồ Tát, chẳng kính trọng. Hủy bán Phật Bồ Tát, chẳng xin Phật Bồ Tát. Dù không Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát tuyệt chẳng vì vậy mà xa lìa chúng sanh, sẽ vĩnh viễn ở nơi đó quan hoài, vĩnh viễn thương mến. Phật chẳng xa lìa chúng sanh, chúng sanh quay lưng xa lìa Phật Bồ Tát. Đây là chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta học Phật phải học Phật Bồ Tát, phải học cách dụng tâm, học cách hành trì của Phật Bồ Tát.
chẳng thể học theo chúng sanh. Nếu học chúng sanh thì chúng ta cũng sẽ luân hồi lục đạo. Đã luân hồi vô lượng kiếp rồi, khổ chẳng thể tả, vẫn còn muốn tiếp tục nữa sao? Trước kia chẳng gặp kinh Đại Thừa là chứng nạn. Chẳng có duyên để giác ngộ, chẳng có duyên để quay về. Ngày nay gặp được, đích thật là nhân duyên hiếm hoi từ vô lượng kiếp. Đã gặp rồi thì phải quý chứ, phải từ đó quay về, chẳng tiếp tục tạo nghiệp luân hồi nữa. Buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, y giáo phụng hành, thật thà niệm Phật, như vậy mới tốt. Đoạn phía dưới: phóng như thị đẳng bất khả thuyết quang minh dân dĩ. Câu này là tổng kết. Đoạn trước Thế Tôn phóng quang, hiển thị lý thể sở chứng của mình, tức là hiển thị tánh đức viên mãn. Phật có, chúng sanh cũng có. Phóng quang hiện tướng lành, nói thực ra chỉ có pháp thân đại sĩ mới hiểu rõ. Giờ nhìn thấy pháp luân viên mãn do Thế Tôn, mười phương hết thảy chư Phật Như Lai nói xong, liền tức khắc tiếp nhận viên mãn. Chuyện này chỉ có pháp thân đại sĩ mới làm được. Các pháp giới chúng sanh nhìn thấy, cảm thấy hy hữu, hoan hỷ tán thán, nhưng chẳng biết ức giác gì cả, chẳng biết rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Họ đều chẳng hiểu, vậy thì phải làm sao? Ngài thuyết pháp không nói thì chúng ta làm sao hiểu? Thế nên phụ xuất chủng chủng di diệu chi âm. Do đó có thể biết phóng quang hiện tướng lành, độ người thường thượng căn. Phát âm thanh di diệu là để độ người trung hạ căn. Người trung hạ căn nhìn thấy hào quang, chẳng hiểu được hàm ý trong đó, nhất định phải yêu cầu Đức Phật thuyết pháp. Chỗ này nói phát ra những âm thanh di diệu, chư vị phải ghi nhớ. Đây là nói với chúng sanh trong thế giới Sa Bà. Thế giới chúng ta đúng như lời của Văn Thù Bồ Tát, chân giáo thể của chỗ đó thanh tịnh ở tại âm thanh và lắng nghe. Trong hội kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn để Văn Thù Bồ Tát tuyển chọn pháp viên thông cho chúng ta. Tức là tuyển chọn pháp môn nào thích hợp nhất cho căn tánh của chúng sanh ở thế gian. Văn Thù Bồ Tát tuyển chọn Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Nói rõ chúng sanh thế giới Sa Bà nhĩ căn lanh lợi nhất. Bạn cho họ coi, đọc kinh, bạn cho họ coi kinh, chẳng dễ khai ngộ.
Bạn kêu họ nghe kinh thì dễ khai ngộ hơn. Công đức của nhĩ căn mạnh hơn nhãn căn. Thế nhưng căn tánh của chúng sanh ở khắp nơi trong mười phương thế giới chẳng giống nhau. Giống trong kinh nói, người nước hương tích thì nhĩ căn chẳng tốt. Bạn để họ coi, họ chẳng khai ngộ. Nghe thì họ cũng chẳng hiểu. Mời họ ăn cơm, vừa ăn thì họ liền khai ngộ. Chuyện này tuyệt diệu. Thế nên họ dùng cơm thơm tho để làm Phật sự. Tại sao vậy? Thiệt căn lanh lợi. Thế nên hết thảy chúng sanh căn tánh nào lanh lợi chẳng nhất định. Nếu Thế Tôn giảng kinh Địa Tạng ở nước Hương Quốc, đoạn sau này nhất định sẽ lại dùng các thứ cơm vi diệu thơm tho. Phải vậy chăng? Chính là sự việc như vậy. Sẽ chẳng phát ra những âm thanh vi diệu. Đây là chuyên dùng để nói với chúng ta ở thế gian này. Thế nên chỗ này phải hiểu. Phật thuyết pháp nhất định phải khế lý, khế cơ. Phía trước phóng quang minh dân là khế lý. Chỗ này là nói khế cơ. Đều đáng để chúng ta dụng tâm học tập. Và phóng quang, chúng ta cũng phải phóng quang. Chúng ta chẳng thể rõ ràng như Phật. Chúng ta phải phóng quang như thế nào? Tâm địa của bạn có từ bi chân thật thì tự nhiên sẽ hiển lộ tướng từ bi quang. Người ta vừa nhìn thấy bạn liền cảm thấy người này rất từ bi. Tâm địa rất thanh tịnh thì họ cảm thấy người này rất thanh tịnh. Đó là phóng quang. Trong tâm bạn thật sự chứa đựng những gì trong kinh nói thì tự nhiên sẽ từ mặt, từ thân thể bạn phóng quang. Không những phóng quang mà còn phát hương thơm nữa, hương quang trang nghiêm. Hương vị của phàm phu rất khó ngửi. Tâm địa của người tu hành thanh tịnh quang minh, hương vị trên thân của họ rất thơm. Chúng ta rất ít thấy. Trước kia tôi ở Hương Cảng, nghe các bạn đồng tu nói, nghe nói lão hòa thượng Hương Dân một năm tắm một lần, cạo đầu một lần. Y phục mùa đông hay mùa hè cũng chỉ có một bộ. Hôm trên cổ áo đóng rất dày, nhưng lại có mùi thơm, chẳng khó ngửi. Đây là lời một số đồng tu ở Hương Cảng nói với tôi. Đó là mùi hương gì? Chúng ta thường gọi là ngũ phần giới hương. Ngũ phần pháp thân hương là giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Chúng ta xét từ điểm này thì ý tứ liền rất viên mãn. Chân thành, thanh tịnh, từ bi. Có thể thấy tánh đức tỏ lộ chẳng có chỗ nào chẳng đến. Không những thân phóng quang toát hương thơm, ngay cả hoàn cảnh chỗ ngài cư trú cũng toát hương thơm. Hiện nay một số người chúng ta gọi là từ trường chẳng đồng. Hoàn cảnh chỗ ngài cư trú, khi chúng ta đi vào sẽ cảm thấy rất thư thái.
cảm thấy rất tự tại. Đó là vì hoàn cảnh chỗ ngài cư trú có quang minh. Tuy mắt thịt chúng ta chẳng thấy được làn sóng quang minh của ngài, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được. Đoạn này là nói về âm thanh thuyết pháp. Xin coi kinh văn. Sở dĩ đàn ba la mật âm, thi ba la mật âm, sằng đề ba la mật âm, tỳ ly gia ba la mật âm, thiền ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm. Chúng ta nói trước sáu câu này. Sáu câu này nói về lục độ. Thứ nhất, đàn na là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bố thí. Chư Phật, Bồ Tát nói thật ra tức là pháp thân. Pháp thân là gì? Họ khẳng định tận hư không, trọn các pháp giới đều là chính mình. Họ nhất định chẳng cho rằng thân này là mình. Tận hư không, trọn các pháp giới mới là chính mình. Thế nên họ chứng được vô lượng thọ. Hư không pháp giới chẳng diệt. Thân này của chúng ta có sanh diệt. Vì giống như cái gì? Tế bào trong thân chúng ta, tế bào có lớp mới thay lớp cũ, có sanh diệt. Nhưng thân này phải trụ mấy mươi năm. Thời gian của tế bào rất ngắn. Y học hiện tại nói, thân thể người ta cứ 7 năm là một chu kỳ. Hết thể tế bào có một lần thay đổi. Thế nên trước 7 năm, những tế bào cũ đã mất đi. Những tế bào hiện nay đều là mới hết. Vĩnh viễn lớp mới thay lớp cũ. Tre già măng mọc, tại sao chúng ta chẳng đổi một cái mới, đổi cái tốt mới hoàn toàn? Thí dụ một cái máy, linh kiện trong máy hư rồi, tìm một linh kiện tương tự như cái máy này rồi gắn vào thì cũng có thể dùng được. Đó là đồ cũ, chẳng phải mới. Tại sao không lựa một linh kiện mới hoàn toàn gắn vô? Thế thì thân thể này của bạn vĩnh viễn khỏe mạnh, sống lâu. Người 100 tuổi còn giống như người trẻ tuổi vậy. Tại sao? Bạn thay thế tế bào này bằng tế bào mới. Thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Nhưng khi chúng ta thay đổi, đều đổi tế bào ô nhiễm. Ô nhiễm như thế nào? Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn đã ô nhiễm. Những gì đổi được đều chẳng tốt đẹp. Bạn xem con nít cũng vậy. Con nít 7 tuổi, 10 tuổi đã đổi hai chu kỳ rồi. Tại sao vẫn còn tốt như vậy? Vọng tưởng ít, vọng niệm ít. Nói một câu khó nghe thì tâm niệm hại người hại mình ít. Thế nên những tế bào họ đổi vẫn còn mới. Tuổi càng lớn thì tâm niệm hại người hại mình càng nhiều, càng mạnh, càng đổi thì càng tệ. Là đạo lý như vậy.
Chúng ta nhìn xem thế giới của Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng vậy. Tại sao thể chất của người ta vĩnh viễn không thay đổi? Hình như ngưng tụ tại nơi ấy, trên thực tế có phải là ngưng tụ không? Không phải, hay là đời đời chẳng trụ? Tức là trong sự thay cũ đổi mới của họ, hoàn toàn chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nghĩa là linh kiện mới vừa đổi này là hoàn toàn mới, vĩnh viễn sẽ mới hoài. Trong máy này thay 10 lần, thay 20 lần đều là thay đồ mới, là đạo lý như vậy. Sự thiệt thòi của chúng ta ở tại đâu? Tự mình hại mình, tự tư tự lợi. Chuyện này chẳng phải là tự lợi mà là tự tư tự hại. Danh từ dùng sai rồi. Đâu có chuyện tự lợi, là tự hại. Lợi tha mới là tự lợi. Ai biết việc lợi tha? Phật Bồ Tát biết lợi tha. Người giác ngộ biết lợi tha. Người mê hoặc điên đảo chỉ biết tự lợi. Tự lợi là tự hại, chẳng phải là tự lợi. Nói đến lợi không đúng. Chẳng nói gì khác, chỉ nói về tình trạng sức khỏe thì bạn tự hiểu, tự mình hại chính mình. Tại sao tế bào thay cũ đổi mới này chẳng thể đổi thành mới hoàn toàn, chẳng thể đổi thành khỏe mạnh? Phải biết tham sân si mạng, đó là độc tố bệnh hoạn nặng nhất. Trong tâm của bạn có tham sân si mạng thì đổi tế bào đều là tế bào bị bệnh, đều mang độc tố bệnh hoạn nghiêm trọng. Bạn không có lợi gì hết. Dù con nít cũng có tâm tham sân si mạng, nhưng rất yếu ớt, chẳng mạnh. Những độc tố trong các tế bào thay đổi của nó rất ít. Người lớn tuổi mang theo độc tố bệnh hoạn rất nhiều. Nếu chúng ta chẳng thâm nhập kinh tạng, chẳng hiểu đạo lý đại thừa, chúng ta làm sao biết nổi những chân tướng sự thật này? Khoa học gia tìm tòi đến ngày nay vẫn chưa phát hiện ra, cũng chẳng tìm hiểu. Thế nên vừa mở đầu thì dùng 6 chữ Ba La Mật để trước mặt. Hết thảy chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh, và chúng sanh tu hành chứng quả đều chẳng ra ngoài 6 cương lãnh này. Bố thí gồm có bố thí tài vật, bố thí pháp, bố thí vô úy. Khi Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh thì cả ba thứ bố thí này đều trọn đủ. Giảng kinh thuyết pháp có bố thí tài vật. Tài vật gì? Nội tài. Nội tài là trí huệ, thể lực. Đây là bố thí nội tài. Những gì nói ra là quan niệm và phương pháp. Đây là pháp bố thí. Chúng sanh được pháp này, hiểu rõ pháp này, có thể lìa khỏi hết thảy âu lo, buồn rầu, khổ não. Biết được con đường thoát ly luân hồi. Đây là vô úy bố thí. Chư Phật Bồ Tát làm ba thứ bố thí này. Bản thân các ngài thì giới, thì giới tức là đúng như pháp. Đời sống của ngài có quy củ, ngài thuyết pháp có lý luận, có thứ tự.
chẳng có gì không đúng như pháp. Như pháp chính là trì giới. Nhẫn nhục là có tâm nhẫn nại. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, hết thảy chúng sanh chống lại, Phật Bồ Tát có thể nhận, chẳng nề hà, chẳng giữ trong tâm. Ngày nay chúng ta nói những tai biến tự nhiên này cũng có thể nhận. Tu học Phật pháp cần phải có thời gian rất dài. Phần cuối Kinh Hoa Nghiêm có đoạn hiện tại đồng tử 53 lần tham vấn, tham học cũng rất cực nhọc, chẳng có một việc gì không thể nhận. Nói cách khác, Ngài có tâm nhẫn nại rất lớn, nên Ngài có thành tựu to lớn. Thành tựu lớn nhỏ nói thật ra là hoàn toàn tỷ lệ thuận theo tâm nhẫn nại. Bạn có tâm nhẫn nại bao lớn thì bạn sẽ có thành tựu lớn bấy nhiêu. Nếu bạn chẳng có tâm nhẫn nại thì thành tựu của bạn sẽ chẳng thể tiến triển thêm. Thế nên nhẫn nhục xong thì mới có tinh tấn. Tỳ ly gia là tinh tấn, tấn là tiến bộ, tinh là tinh thuần. Tinh hoàn toàn là nói về vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ngày càng ít, đây là tinh. Trí huệ đức năng ngày càng sáng tỏ càng nhiều, đây là tiến bộ. Thiền định là trong tâm có chủ tệ, chẳng bị lay động bởi hết thảy. Hiện nay đồng tu học Phật chúng ta được Phật pháp thực sự chẳng dễ. Pháp môn vô thượng hy hữu, đắc lực ở chỗ tổ tổ truyền thừa. Chúng ta gặp được thiện tri thức mới biết được, mới hiểu được. Chẳng gặp chân thiện tri thức thì pháp môn này bày trước mặt bạn, bạn chẳng biết quý. Trong hết thảy pháp môn tịnh độ thù thắng bậc nhất. Có bao nhiêu người biết được? Bao nhiêu người có thể hiểu rõ triệt để? Chỉ có hiểu rõ thật sự thì mới có thể sanh khởi lòng tin. Cứu độ chúng sanh thời mạt pháp. Thời mạt pháp còn 9.000 năm. Phương pháp gì có thể độ những chúng sanh khổ nạn này? Chỉ có pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật y cứ vào kinh thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ được dịch tổng cộng 12 lần tại Trung Quốc, có 12 bản dịch gốc.
Lúc Thế Tôn còn tại thế đã giảng nhiều lần. Nên nguyên văn có rất nhiều bản khác nhau. Chúng ta phải coi hết những bản kinh này. Mới có thể nhận thức Tây Phương Cực Lạc thế giới rõ ràng. Mới có thể kiên định tín nguyện. Việc này rất quan trọng. Nhưng muốn gộp chung những bản dịch gốc này lại để xem, thì thời đại hiện nay chẳng dễ, huống gì là thời xưa. Thế nên việc hội tập rất cần thiết. Người hội tập lần đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư, là một vị tại gia. Bản hội tập của Ngài được ghi vào Đại Tạng Kinh. Chứ gì phải biết, những tác giả, tác phẩm có thể ghi vào Đại Tạng đều được sự thừa nhận của bốn chúng đệ tử trong Phật môn. Khẳng định chẳng có sai lầm mới được ghi vào Đại Tạng. Chẳng phải những trứ tác thông thường đều có thể ghi vào Đại Tạng Kinh. Phải được sự tiến cử của cao tăng đại đức đương thời. Gửi cho nhà vua coi, hoàng đế phê chuẩn xong mới có thể ghi vào Tạng Kinh. Chứng minh trứ tác này chẳng có sai lầm. Tổ Liên Trì của Tịnh Độ Tông chú giải Di Đà Kinh Sớ Sao, những đoạn trích dẫn Kinh Vô Lượng Thọ có 2/3 là dùng bản Đại A Di Đà Kinh của Long Thư cư sĩ, tức là bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy là Liên Kỳ Đại Sư thừa nhận và khẳng định. Bồ Tát Long Thư tự mình đích thật niệm Phật, đứng mà giảng sanh. Nếu Ngài hội tập chẳng đúng, tạo tội lỗi, thì Ngài làm sao có thể đứng giảng sanh? Việc này nói rõ công đức của Ngài vô lượng vô biên. Nhưng bản hội tập của cư sĩ Long Thư chỉ bao gồm 4 bản dịch gốc. Hội Kinh Vô Lượng Thọ trong Kinh Đại Bảo Tích Đời Đường, cư sĩ Long Thư chẳng xem qua, nên bản hội tập của Ngài cũng chưa viên mãn. Nhiều người trong các đời sau chú ý đến vấn đề này. Bành Thế Thanh đầu đời Thanh đã làm một bản tiết niệu, chẳng phải hội tập. Năm Hàm Thông, cư sĩ Nguyện Nguyên hội tập thành một bản, nhưng những chỗ lấy bỏ đều chẳng thích hợp. Ấn Quang Đại Sư có lời phê bình bản này. Thế nên đến những năm đầu Dân Quốc, cư sĩ Hạ Liên Cư phải làm một bản hội tập viên mãn nhất. Hà lão cư sĩ là người tái lai, chẳng phải người thường. Có người nói với tôi, từ bức ảnh của Ngài nhìn thấy thân thể Ngài trong suốt. Việc này nói cho tôi biết, Ngài chẳng phải người thường, là người tái lai, là Phật Bồ Tát tái lai, đến để cứu độ chúng sanh thời mạt pháp. Tương lai kinh điển Tịnh Tông đến thời Phật Pháp diệt tận, Kinh Vô Lượng Thọ còn được lưu lại trên thế gian 100 năm.
Những đại đức đương thời như Lão Pháp Sư Huệ Minh, Lão Pháp Sư Từ Châu bên Luật Tông, Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy đều khẳng định tương lai bản kinh cuối cùng được lưu truyền 100 năm chính là bản hội tập này. Bản này là bản hội tập những bản in gốc của kinh Vô Lượng Thọ hợp thành. Nếu chư vị không tin thì có thể lấy năm bản dịch gốc ra đối chiếu, đừng quỷ bán nữa, đừng kỳ thị nữa, tạo nên tội nghiệp vô lượng vô biên. Nếu bạn nói Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư là một cư sĩ chẳng có khả năng để hội tập, thế thì bạn hãy xuất gia, bạn hãy hội tập xem. Như Long Thư là cư sĩ, Ngụy Mặc Thâm cũng là cư sĩ. Những công tác hội tập từ đời Tống đến dân quốc đều do cư sĩ tại gia làm. Liên Trì Đại Sư là tổ sư, là người xuất gia, đã khẳng định thừa nhận. Những lời quỷ bán bản hội tập này đều là thiên kiến của cá nhân, thật rất đáng tiếc. Hiện nay ở Tân Gia Ba chúng ta phát tâm giảng rõ bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư thêm một lần. Nội dung giảng lần này phải rõ hơn những lần giảng trước gấp nhiều lần. Nếu chúng ta không hiểu rõ triệt để lý sự nhân quả của Tịnh Tông, trong tâm chẳng có chủ ý, niệm Phật được vài năm, gặp một người lại nói những câu bóng gió như vậy, tôi nghe nói chẳng cần phải niệm Phật nhiều như vậy, cũng chẳng cần phải trì giới, chẳng cần phải ăn chay, chỉ cần phát nguyện giảng sanh thì cũng được. Câu này đề xướng việc gì? Đề xướng bổn nguyện niệm Phật, như vậy là hại chết người ta. Họ chiếu theo nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà ghi trong kinh Vô Lượng Thọ. Lúc lâm chung một niệm, 10 niệm cũng có thể giảng sanh. Lúc bình thường chuyện xấu xa gì đều làm cũng chẳng sao. Đến lúc lâm chung niệm 10 niệm A Di Đà Phật liền đến tiếp dẫn thì được giảng sanh. Lời này nói chẳng sai, nhưng lúc lâm chung đầu óc bạn có tỉnh táo rõ ràng không? Nếu lúc lâm chung bạn bất tỉnh nhân sự, mê man ngớ ngẩn, dù cao tăng đại đức đến hộ niệm thì bạn cũng chẳng thể giảng sanh. Người hiện nay chẳng có công phu định lực, nghe lời gạt gẫm chứ chẳng nghe lời khuyên lớn, nhận đồ giả chứ chẳng nhận đồ thiệt. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, thời đại hiện nay của chúng ta, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Bạn đừng nghe theo những người đến từ bên ngoài, hòa thượng bên trong biết niệm kinh, coi thường người bản xứ, mê theo, tin theo người đến từ nơi khác, bạn sẽ bị lầm, sai lầm quá đủ. Hy vọng đồng tu niệm Phật phải quay lại, y theo lời dạy của Ấn Quang Lão Pháp Sư, tận lực giữ trọn luân thường, làm tròn bổn phận, ngăn ngừa tà ác, giữ tâm tánh chân thành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Được vậy thì đời này của chúng ta mới được độ. Thế nên thiền định là trong tâm của chủ tể, chẳng nghe lời đồn đãi. Trì giới niệm Phật nhất định là chính xác. Chẳng ăn thịt chúng sanh là tâm từ bi. Bạn xem cách chiêu biểu pháp ở phía trước, mười dần mây sáng, tiếp theo sau đại viên mãn là đại từ bi. Phật pháp lấy từ bi làm gốc,
bạn làm sao xả bỏ căn bản được? Quên mất căn bản thì làm sao giảng sanh được? Niệm câu A-di-đà Phật này như thế nào gọi là niệm? Rất ít người hiểu việc này. Bạn chỉ biết niệm trong miệng, chẳng dùng được. Người xưa nói, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, có miệng niệm chứ không có tâm niệm, hét bể của họng cũng uổng công. Bạn có thể giảng sanh không? Hai chữ bổ nguyện giảng không sai, họ chẳng giảng rõ ràng. Tâm của bạn, nguyện của bạn, hành của bạn phải hoàn toàn giống Đức Phật A-di-đà. Sau đó niệm một câu thì một câu tương ứng, niệm 10 tiếng thì 10 tiếng tương ứng. Nếu tâm bạn, nguyện của bạn hoàn toàn trái nghịch với Phật, bạn niệm 10 vạn tiếng cũng chẳng tương ứng. Tâm, nguyện, giải hạnh của A-di-đà Phật ở đâu? Trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi giảng kinh nói chín phẩm giảng sanh. Cách nói của tôi cùng với cách nói của Đại Đức thời xưa có chỗ khác nhau, nhưng ý nghĩa chẳng khác. Nghe cách nói của tôi thì mọi người dễ hiểu hơn. Pháp môn Tịnh Tông cũng chẳng trái nghịch giáo lý. Tính giải hành chứng, pháp môn khác phải giải xong rồi mới hành. Pháp môn Tịnh Độ Phương Tiện tức là bạn có thể hành trước, vừa hành vừa giải. Chẳng phải giải bạn chỉ có hành chẳng có giải, là dạy bạn vừa hành vừa cầu giải. Chỉ có hành chứ không giải cũng được. Chúng ta thấy rất nhiều cụ già chẳng hiểu kinh giáo, cũng chẳng nghe kinh, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, lúc giảng sanh đứng ngồi mà giảng sanh. Chúng ta đều đã được thấy họ là hạng người như thế nào. Họ là những người thật thà. Thật thà là như thế nào? Bạn nói với họ bất cứ chuyện gì họ đều nghe. Họ chắc thật niệm câu A-di-đà Phật. Họ là hạng người thật thà. Người thật thà rất ít. Quá ít, quá ít. Trong một vạn người may ra có một hai người thật thà như vậy. Cả ngày từ sáng đến tối luôn khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước là chẳng thật thà. Người chẳng thật thà nhất định phải cầu giải. Rõ ràng lý luận rồi, hiểu rõ phương pháp rồi, thì niệm câu Phật hiệu này mới được tương ứng. Cứ nhẹ dạ, cứ nghe lời đồn đãi, tà thuyết là không thật thà. Đến cuối cùng, đánh mất nhân duyên giảng sanh thù thắng ngay trong đời này của chúng ta. Bạn nói như vậy có đáng tiếc không? Nhất định đừng nghe lời đồn đãi. Trong ta phải có chủ ý. Như vậy là thiền ba la mật. Bát nhã ba la mật là trí huệ, tức là đối với hết thảy lý sự đều rõ ràng minh bạch. Tuy rõ ràng minh bạch nhưng tuyệt đối không chấp trước, tuyệt chẳng phân biệt. Đó là chân trí huệ. Đây là tổng cương lãnh tự hành quá tha của hết thảy chư Phật Như Lai. Vì người diễn nói biểu diễn là biểu diễn những thứ này. Khuyến đạo hết thảy chúng sanh đều là những cương lãnh này. Xem tiếp, từ bi âm, hỷ xả âm.
Từ bi hỷ xả gọi là tứ vô lượng tâm. Đây là khoa mục tu chính yếu của người ở trời tứ thiền, cõi sắc giới. Tham thiền mà chẳng có từ bi hỷ xả thì chẳng thể sanh lên cõi trời tứ thiền. Công phu thiền định có giỏi cách mấy cũng chỉ có thể sanh đến trời dục giới, chẳng thể sanh đến tứ thiền. Thế nên nhất định phải tu từ bi hỷ xả. Tu nghĩa là gì? Chúng ta hiện nay chẳng có. Nhất định phải học tập. Từ là vui, vui vẻ giúp đỡ người khác. Bi là nhìn thấy người ta khổ, giúp họ lìa khổ. Như vậy gọi là bi. Giúp đỡ người ta được vui thì gọi là từ. Hỷ là tâm hoan hỷ, nhìn thấy người khác lìa khổ được vui thì sanh tâm hoan hỷ. Đó là tùy hỷ công đức. Một số người mê hoặc điên đảo trong thế gian, thấy người khác có được điều tốt lại sanh tâm đố kỵ, như vậy là sai. Đố kỵ sẽ chịu tổn hại to lớn, hại chính mình. Thế nên hỷ là chuyển tâm đố kỵ trở lại. Chẳng có tâm đố kỵ, chỉ có tâm tùy hỷ. Xả là buông xuống hết thảy, không chấp trước hết thảy. Giải thoát âm, giúp đỡ hết thảy chúng sanh đoạn phiền não, thoát khỏi tam giới. Đây là tiếng giải thoát. Vô lậu âm tức là thanh tịnh âm. Lậu là danh từ thay thế cho phiền não. Vô lậu là phiền não đoạn dứt, phiền não chẳng sạch. Trí huệ âm, đại trí huệ âm, đây là hai trí quyền thật. Phật pháp dùng trí huệ là mục tiêu chung cực cho sự giáo học trong tam học. Nhờ giới được định, nhờ định được khai trí huệ. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, Bát Nhã có thể sanh trí huệ. Bát Nhã chính là thật tướng trí huệ. Còn trí huệ chính là hai trí quyền thật. Chư Phật Bồ Tát dùng hai thứ trí huệ này giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Và giúp chúng sanh đều khai mở hai trí huệ này. Sư tử Hống Âm, đại sư tử Hống Âm, đây là thí dụ.
Thí dụ Hoa Đức của Phật Bồ Tát thuyết pháp dạy học giống như tiếng sư tử hống. Dùng sư tử ví Bồ Tát, dùng đại sư tử ví Phật. Bồ Tát có thể dạy người tam thừa. Phật có thể dạy hết thảy chúng sanh, kể cả đẳng giác Bồ Tát. Thế nên xưng là đại sư tử. Dân lôi âm, đại dân lôi âm. Đây là thí dụ. Dân có thể trút mưa, trút là đổ. Lôi là sấm chớp, có thể chấn động tâm người. Thí dụ oai lực, thí dụ sức chấn động của nó, Phật Bồ Tát thuyết pháp có thể chấn động hết thảy vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng sanh. Pháp của Phật nói ví như mưa pháp, trút xuống đồng đều khắp nơi, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói, lúc mưa rơi xuống, cây lớn hấp thụ nước nhiều, cọng cỏ hấp thụ nước ít. Mưa chẳng có phân biệt cho người này nhiều một chút, cho người kia ít một chút, là do căn tánh của con người khác nhau. Thế nên hết thảy chúng sanh nghe Phật thuyết pháp, người căn khí nhỏ được lợi ích nhỏ, người căn tánh lớn được lợi ích lớn. Người thiện căn sâu dày ngộ nhập sâu, người thiện căn càng cợt ngộ nhập càng, chẳng phải Phật có phân biệt. Chúng sanh căn tánh chẳng giống nhau, nên mới có các hiện tượng sai khác. Đây là dùng dân lôi để thí dụ. Thí dụ Phật thuyết pháp đều phổ biến, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Thí dụ oai đức của Phật thuyết pháp có thể làm cho hết thảy chúng sanh giác ngộ.